Nóng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xử lý dứt điểm vụ án liên quan chủ tịch Võ Văn Thưởng. Quý vị thân mến, tại phiên họp lần thứ 26 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sáng ngày 14 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án AIC, EVN, vụ án tập đoàn Phúc Sơn, dự án Sài Gòn Đại Ninh Lâm Đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo đúng phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, người đứng đầu đảng và nhà nước cũng nhấn mạnh ba yêu cầu về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Một là phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. Hai là phòng chống tham nhũng tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, tri bộ, phải được giám sát bởi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ ba, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý phải quan tâm công tác phòng chống tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, phấn đấu từ nay đến hết năm 2024 tập trung kết thúc điều tra, truy tố xét xử 30 vụ án kết thúc xác minh, giải quyết 6 vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi và chỉ đạo, nhất là tập trung điều tra, xử lý rứt điểm các vụ án vụ việc liên quan đến công ty AIC, Xuyên Việt Oi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh Lâm Đồng và các vụ việc vụ án. Liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói thêm, Đặc biệt, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước cần tập trung kiểm tra, xử lý rứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, công ty AIC. Điều đáng quan tâm ở đây là vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo đã đưa hàng loạt cán bộ vào lò, được cho là có liên quan đến nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Vụ ông Thưởng thôi chức Chủ tịch nước được cho là có dính líu đến vụ bê bối hối lộ liên quan đến nhà Tập đoàn Phúc Sơn, các nguồn tin không chính thức cho biết, trong thời gian ông còn giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, từ năm 2011 đến năm 2014, một người thân của ông Thưởng ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã nhận 64 tỷ đồng từ Phúc Sơn. Tuy nhiên, thông tin này chưa có căn cứ và chưa được cơ quan nhà nước xác thực, hiện nay vẫn chỉ là tin đồn. Đến ngày 26 tháng 3, tại buổi họp báo quý 1, Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó cục C03 đã thông tin về vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Theo ông Thành, đây là vụ án lớn xảy ra tại nhiều địa phương, một dạng tội phạm mới. Thông qua lời khai của một số bị can liên quan, cho thấy Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực một số bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, thậm chí là thường trực tỉnh ủy để trục lợi. Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen với người có chức vụ để chi phối chính quyền cơ sở. Bộ Công an coi hành vi này rất nguy hiểm, gây thiệt hại tài sản nhà nước, làm xấu hình ảnh chính quyền trong mắt nhân dân. Đáng chú ý, ông Thành cho biết, bị can Đặng Trung Hoành, tránh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, trước đó đã bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Ông Hoành đã nhận số tiền lên tới 64 tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ông Hoành là người nhà của nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ngoài mức độ nghiêm trọng, đại án Phúc Sơn còn được dư luận quan tâm vì có những nhận định cho rằng có mối dây liên kết giữa vụ việc và sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm hồi tháng 3 năm 2024. Theo cáo buộc, một số sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi diễn ra thời ông Võ Văn Thưởng làm bí thư tỉnh này từ năm 2011 tới năm 2014. Trong khi đó, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là quê hương của ông Thưởng một số trang tin của chính quyền cấp địa phương hồi cuối tháng 3 năm 2024 cũng có đăng tải bài viết Đừng thấy sóng cả mà ngã niềm tin, trong đó nêu các báo cáo của Trung ương và đơn của đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ thời gian đồng chí Thưởng làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi đã không kiểm soát chặt chẽ để cán bộ dưới quyền vi phạm pháp luật để một doanh nghiệp mượn danh đảm nhận nhiều dự án can thiệp vào công tác cán bộ làm mất lòng tin trong nhân dân. Nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xử lý dứt điểm vụ án này liệu ông võ văn thưởng có trong sạch tập đoàn phúc sơn có xuất phát điểm là một công ty xây dựng nhỏ được thành lập vào năm 2004 tại tỉnh vĩnh phúc đến năm 2009 tập đoàn phúc sơn ra đời có trụ sở chính ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản xây dựng Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hậu quê Vĩnh Phúc là người đại diện của tập đoàn. Doanh nghiệp này được phê duyệt và giao nhiều gói thầu lớn với quỹ đất lên đến hàng trăm hecta nhưng lại chậm tiến độ, đắp chiếu trên nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam. Cáo buộc sai phạm tại tập đoàn này được cho là đã diễn ra nhiều năm nhưng chỉ được biết đến rộng rãi khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chuyển hồ sơ vụ án về Trung ương vào năm 2023. Đến ngày 26 tháng 3 năm 2024, vụ án chính thức được Bộ Công an Việt Nam khởi tố. Trang xây dựng chính sách pháp luật của chính phủ Việt Nam cho biết, khi mở rộng điều tra vụ án, tập đoàn Phúc Sơn có 3 tỉnh là Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Vĩnh Long được xác định là có liên quan. Cho đến nay, 23 bị can đã bị khởi tố với các tội danh nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Nhiều quan chức cấp tỉnh đã rơi vào vòng lao lý, bao gồm Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư thường trực Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước. Tại tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh Cựu chủ tịch tỉnh Cao Khoa và cựu bí thư tỉnh ủy Lê Viết Chữ cùng với nhiều cán bộ dưới quyền cũng bị liên đới. Ở tỉnh Vĩnh Long, ông Đặng Trung Hoành, tránh văn phòng huyện ủy, huyện Mang Thít cũng bị bắt giữ. Theo thông tin do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó tránh văn phòng Bộ Công an công bố tại họp báo chính phủ thường kỳ ngày 1 tháng 6, khi được hỏi về các đại án được dư luận quan tâm, cho biết trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ đã được thu giữ, trong khi hai ba bị can đã bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn của hậu pháo vâng thưa quý vị từ bao đời nay vẫn như vậy tướng tài thì cần có binh giỏi chủ tịch nước tô lâm được đảng và nhân dân tín nhiệm lựa chọn đảm nhiệm chức vụ tổng bí thư trở thành người kế nhiệm cố tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ cho lò luôn cháy không một củi nào dù là củi tươi hay củi khô rồi thì cũng phải vào lò hết từ thực tiễn các vụ án các cơ quan chức năng đã tham mưu và ban chỉ đạo đã chỉ đạo theo hướng phân hóa xử lý đối tượng trong vụ án theo đúng vai trò mức độ tính chất và hành vi vi phạm trong đó xử lý nghiêm khắc đối với kẻ chủ mưu cầm đầu tích cực thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó xem xét toàn diện đối với người làm công hưởng lương, phụ thuộc và không vụ lợi. Trong mấy vụ án gần đây thấy rõ trong quá trình xét xử đã được phân hóa mạnh, đặc biệt là các đối tượng làm công hưởng lương, không vụ lợi, không có động cơ, mục đích gì thế nhưng cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực chưa bao giờ là dễ dàng cho nên là tướng tài cần phải có binh giỏi giờ đây sát cánh bên tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đã có hai cái tên sáng giá ai cũng chứng minh được bản lĩnh trên những cương vị đã đảm nhận tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm tiếp tục nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực không ngừng không nghỉ không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực cái tên đầu tiên xin nói về thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh vừa được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Ông được mệnh danh là khắc tinh của tội phạm khi trực tiếp chỉ đạo điều tra nhiều chuyên án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, buộc nhiều ông trùm, bà trùm phải xa lưới. Đầu tiên khi mà nhận công tác Giám đốc An ninh tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Nơi đã có quyết định chưa có tiền lệ, đó là dùng số điện thoại của mình làm đường dây nóng để tiếp nhận tin báo của giật chỉ sau một tháng ông nơi về nhận công tác thì công an tỉnh An Giang đã triệt phá sới gà quy mô lớn nhất tỉnh này do Nguyễn Ngọc Thuận, nickname là Út Gà Cầm Đầu. Giữa tháng 7 năm 2020, công an tỉnh bắt tín hiệu từ nguồn tin trinh sát, theo đó trên địa bàn xã biên giới đa phước nhe nhóm hình thành tụ điểm sát phạt đủ mọi hình thức. Trong đám khăn nước này, một số kể trước đây thường sang các tụ điểm bên phía Campuchia để chơi cho đỏ đen. Tuy nhiên sau đó, việc qua lại tuyến biên giới Tây Nam được siết chặt để đề phòng chống dịch COVID-19 nên là chúng không thể sang cam được nữa. Vậy là chúng đã thông qua tay chúng út gà để kết nối tạo sòng kiếm sống từ vài người chơi đậm rơm vài trăm ngàn đồng đến cả triệu bạc. Sòng út gà dần tạo được thương hiệu trong giới Bắc Thăng Bần, huy tụ nhiều tay có số má trong vùng, lân la tìm đến tranh tài. Để phục vụ cho các thượng đế hài lòng nhằm thu về khoản tiền hoa hồng khủng, Út Gà đã chiêu mộ hàng chục đàn em dưới trướng từ căn phòng, chăm gà đến làm trọng tài và cả cơm bừng nước rót cho các thượng đế nữa. Nhắm đến lúc thời điểm 910 đúng trưa ngày 12 tháng 8, khi mà Út Gà xuất hiện, các đầu nậu đang thâu tiền, thì các mũi tiến công đồng loạt ập vào và bắt quả tăng 169 cái mặt mo. Lúc này thì nồi bún cá để phục vụ cho các thượng đế vẫn còn nóng hổi và thơm phức. Chủ thốt cùng với hàng chục đàn em thân tín bị tóm gọn khi mà cố chạy thoát bằng cách cốt place châu tắm bùn. Cũng trong năm 2020, ông Nơi trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam, đường dây do bà chủ Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, tức là 10 tường cầm đầu. Chị 10 tường lập ra nhiều doanh nghiệp và cho đàn em đứng tên mở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác nhau. Tất cả những doanh nghiệp này hoạt động dưới hình thức công khai là mua bán đường và sản xuất đường phèn nhưng thực chất là bình phong, che giống, hoạt động buôn lậu. Thủ đoạn buôn lậu của chúng nôm na là vận chuyển đô la sang Campuchia để mua vàng, sau đó mang lậu về Việt Nam bán lại. Nhưng chúng lại hoạt động rất tinh vi và bố trí lực lượng dày đặc trên cả bộ lẫn dưới sông và sử dụng nhiều phương tiện để vận chuyển qua biên giới. Chúng vận chuyển lên tới 200 cân vàng. Việc giao nhận hàng ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia sẽ có tên đàn em tin cần tổ chức canh đường, Trước khi xuất phát thì chúng luôn điện thoại hỏi han tình hình, nếu được thông báo an toàn thì mới đi lấy hàng. Khi vận chuyển vàng từ biên giới về thì chúng cho xe hoặc là tàu thuyền, không chở gì đi trước để kiểm tra. Nếu thế an toàn thì mới cho phương tiện khác chở hàng về. Vào trưa ngày 30 tháng 10 năm 2020, Công an tỉnh An Giang bắt gọn phi vụ vận chuyển 51 kg vàng 4 số 9, khi đó trị giá hơn 70 tỷ đồng từ Campuchia về thành phố Châu Đốc. Kể từ đây thì lực lượng chức năng đã nhổ tận gốc những chân rết tội phạm xung quanh 10 tường. Trị đại này lòi đuôi cáo trong nhiều vụ buôn lậu bị các lực lượng chức năng bắt giữ từ giữa năm 2012 đến năm 2018, nhưng với thủ đoạn đối phó tinh vi nên vẫn chưa bị phát hiện ra. Công an tỉnh An Giang còn phát hiện đấu tranh làm rõ vụ sản xuất mua bán hàng giả do Trần Chí Mãnh cầm đầu. Cái tên Mãnh đã móc nối tìm người có thế lực để bắn đẩy giám đốc công an tỉnh Đinh Văn Nơi đi nơi khác, đưa người khác về thay với giá là 20 tỷ đồng. Thế nhưng mà tất nhiên làm gì mà có cái mùa xuân ấy. Trong vụ án này thì ông Nơi đã để lại dấu ấn mạnh với câu nói Tôi lựa ai mà quen, lớn có thế lực là tôi bắt trước, 30 tương là tôi lụm rồi. Không chỉ ở An Giang mà đến khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Đinh Văn nơi vẫn tiếp tục tạo ra những dấu ấn ấn tượng, đặc biệt nhất là phải kể đến vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Chính vụ án này đã khiến cho ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an Hải Phòng đã về hưu rồi, thế nhưng mà vẫn không thể trốn được tiếng gọi của vành móng ngựa. Hay gần đây là triệt phá nhóm côn đồ đón chặn đường, chen ép tác động vật lý tài xế xe khách trên tuyến đường từ Quảng Ninh về Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Cái tâm, cái tâm của thiếu tướng Đinh Văn Nơi thể hiện ở câu nói: "Đừng có nghĩ rằng ở An Giang thì khác Quảng Ninh, đừng có nghĩ rằng vùng này, miền kia" Thế nên là đừng có băn khoăn mình phục vụ người dân tỉnh nào. Một món quà Tết rất nhỏ, tuy nó không giải quyết được một cái Tết cho người dân, thế nhưng nó thể hiện cái nghĩa, cái tỉnh của một người cán bộ lực lượng vũ trang đã từng công tác, chiến đấu ở đây và được bà con nhân dân hỗ trợ. Đó là phẩm chất đạo đức của một cán bộ, cán bộ công an nhân dân phải có. Nơi công tác mới của ông là Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 là nơi đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng về bảo vệ bí mật nhà nước. Trên cương vị mới thì chắc chắn Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sẽ tiếp tục cống hiến hiệu quả cho công cuộc chống tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm kinh tế tham nhũng len lỏi trong hàng ngũ cán bộ quan chức. Bây giờ chúng ta có thể chuyển sang cái tên thứ hai, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, người vừa trở thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Ông Vũ Hồng Văn từng kinh qua các chức vụ Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Ông Vũ Hồng Văn được biết đến là một lãnh đạo năng nổ tận tâm với công việc. Ông luôn có mặt tại các điểm nóng, tham gia triệt phá hàng loạt vụ trọng án về ma túy, gỗ lậu, cho vay nặng lãi, dám đấu tranh và trấn áp tội phạm, góp phần đập lại trật tự an ninh trên địa bàn. Tháng 11 năm 2019, Bộ Công an công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Hồng Văn, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trong bối cảnh lực lượng công an địa phương xảy ra nhiều vụ lùm xùm nội bộ. Nhiều lãnh đạo bị kỷ luật và sau khi giữ chức giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, ông Vũ Hồng Văn đã chấn chỉnh lại bộ máy làm việc, có mặt tại hầu hết các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó nổi bật là chuyên án triệt phá đường dây làm giả xăng khủng liên tỉnh gây xôn xao dư luận. Khoảng gần cuối năm 2020, từ tin báo tố giác tội phạm, công an Đồng Nai phát hiện ra một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện mua bán xăng giả kém chất lượng nên đã xác lập chuyên án 920G. Các bartender chuyên pha chế xăng rất thông thuộc địa bàn, có nhiều quỷ kế qua mặt cơ quan chức năng. Vào đầu năm 2021, cùng với các vụ án liên quan đến tín dụng đen, bảo kê. Trong suốt quá trình công tác, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Gần 30 năm công tác trong ngành công an, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn có nhiều công hiến, lập được nhiều chiến công, được Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý trong đó nổi bật là chuyên án xăng giả lớn nhất từ trước đến nay. Vâng thưa quý vị, dưới sự điều hành của Đại tướng Tô Lâm, ngành công an trong những năm qua đã có nhiều thành tích xuất sắc trong mọi mặt công tác. Ngoài để lại những dấu ấn đặc biệt quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy, đấu tranh phòng chống tội phạm, quá trình làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm còn chỉ đạo quyết liệt sát sao với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất quản lý căn cước công dân. Hai dự án này có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Đây là hai dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay, giúp cung cấp các thông tin cơ bản, đầy đủ tính pháp lý về công dân, cắt giảm thủ tục hành chính bằng giấy tờ, giúp chính phủ chuyển đổi số mạnh mẽ. Liên tiếp, nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn được Bộ Công an điều tra và xử lý với hơn 4.400 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế. Hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử. Sáu đại án điển hình là kết quả nổi bật trong công tác điều tra và xử lý tham nhũng tiêu cực. Trong những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn với những kết quả đã đạt được mà phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng phương châm, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, truy tố một vụ cảnh tình cả vùng, cả lĩnh vực. Trong đó tập trung chỉ đạo xử lý rứt điểm những khâu còn yếu, những việc đang làm dở, nhất là chỉ đạo xử lý rứt điểm những hạn chế khó khăn vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu, tương trợ tư pháp, truy bắt, dẫn độ đối tượng bỏ trốn, những khó khăn vướng mắc trong thu hồi tài sản tham nhũng, có giải pháp mạnh mẽ để khắc phục tình trạng tham nhũng vặt, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo đẩy mạnh đồng bộ hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực và các chuyên đề vụ việc theo chỉ đạo của ban chỉ đạo nhất là tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án vụ việc xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An và công ty AIC. Giờ đây với cương vị mới, chúng ta tin tưởng bộ ba cứng rắn, mạnh mẽ, cương quyết này sẽ tiếp nối di sản đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quét sạch những con sâu hại nước hại dân, đưa đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh vì hạnh phúc của nhân dân.